Tại nói thành phố này có vẻ là buổi tối là nó nơi buồn, tại vì người dân đang đổ xuống nên mình cần phải được ăn sáng đúng không ạ? Mới 7 giờ và mình đi dạo ở biển á thì nó sẽ thoải mái hơn. Và mình có thể mình đi dạo ra khu vực đó là quảng trường Đoàn Kết mới liệt nhé. Và mình đi dạo tại đây và người ta có câu nói là gì để mọi người biết gái Gia Lai thì cho đắp đất và tha thức nhau, cho xin cái đẹp và ra quảng trường Đoàn Kết tối nay và thấm thử coi nó đẹp cỡ nào nha quý vị nha. Đó rồi à, mình muốn ăn uống đúng không ạ? Dạ karaoke. Dạ liên hệ ở đây cũng có ráp không anh chị nhé. Dạ ở đây cũng có ráp bởi vì mình có đi tour rồi nó có một cái thực hiện đó cũng bắt ráp về. Dạ nó liên hệ ráp thì mình có ứng dụng mình hỏi về thì có thể qua bên khu vực cũng là những cái quán ăn bên bờ kìa.